6 tháng 4 năm 2024, Hội Cựu Chiến binh phường Hòa An tổ chức hội nghị phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Hội nghị đã diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, chào mừng 49 năm ngày đại thắng mùa xuân 30 tháng 4 năm 1975, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 làm chấn động địa cầu và kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu. Về dự buổi hội, Chí Hiền, ủy viên ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Cẩm Lệ đại diện đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa An, các đơn vị cựu chiến binh kết nghĩa và 70 đại biểu là những cựu chiến binh gương mẫu được xét bình chọn suốt quá trình 5 năm công tác hội từ dưới các chi hội cơ sở và mang theo những lãng hoa tươi thắm chúc mừng hội nghị. Hội nghị đã lắng nghe bài báo cáo bằng những hình ảnh trực quan và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029. Có hai chi hội cơ sở điển hình đã báo cáo tham luận trước hội nghị và bầu chọn những đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thường trực Hội Cựu Chiến binh phường đã trao giấy khen cho những tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.